Alo, các vị có nghe chưa? Dạ, xin hỏi hôm nay chúng ta học tới kinh kinh sống chung. Dạ, kinh sống chung. Chúng ta cũng ôn lại một chút xíu. Hôm qua chúng tôi quên nói đến một cũng hơi quan trọng ấy, tức là bốn cái nguồn phước. Bốn cái nguồn phước gồm niềm tin tam bảo và giới hạnh ấy. Còn được gọi là bốn cái đặc điểm của một cái vị sơ quả, gọi là dự lưu phần á, có nghĩa là cái chi tiết, những cái đặc điểm, điểm đặc trưng của một cái vị tu đầu quần. Chỉ cho nhớ lại vậy thôi. Rồi bây giờ mình học qua cái kinh mới, đó là cái kinh sống chung, là sân hoa sát. Sân hoa sát, sân hoa sát. Ở đây cái kinh này nó có cái điểm cũng thú vị, điểm sâu sắc và thú vị ở chỗ đó là người Tàu họ nói là tu trăm kiếp mới làm vợ chồng, tu ba kiếp mới đi chung đò. Mình nghe nó thiêng liêng ghê lắm, nhưng mà nếu mà mình có học đạo á thì mình mới biết ra một chuyện nữa, đó là chúng ta đúng là có duyên á, thì mới về sống chung một mái nhau, có duyên mới là có cùng một cái dòng máu, có cùng một cái huyết thống sinh lý và một cái huyết thống tâm linh. Huyết thống sinh lý của tộc họ, của ông bà truyền lại cho cha mẹ, rồi đến đời chúng ta, rồi đến đời con cháu sau này, đó gọi là cái huyết thống sinh lý, huyết thống sinh học. Huyết thống sinh học nó còn có một cái nữa, đó là cái huyết thống tâm linh, có nghĩa là cái mối về tinh thần. Cái đó nó quan trọng gớm lắm. Nó quan trọng gớm lắm. Chúng ta chuyện đầu tiên chúng ta phải nói trước, do một trong hai cái thứ duyên, thuận và nghịch, mà ta gặp nhau đời này, trong một cái mối quan hệ gần hay xa, do một trong hai thứ duyên thuận và nghịch mà ta gặp nhau đời này trong một cái mối quan hệ gần hay xa. Gần là sao ta? Gần ví dụ như cha mẹ con cái anh em, hoặc là vợ chồng, thì đó gọi là quan hệ gần. Còn quan hệ xa ví dụ như là bạn bè chòm xóm, hay là bà con mà cái kiểu bên đầu ông, đầu bà con bên vợ, bà con bên chồng, bà con xa bên nội, bà con xa bên ngoại, cái kiểu mình ta nói để bác bắn không, thì đó gọi là quan hệ xa nha. Thì là ở trong cái mối quan hệ đó nó cũng do hai duyên do hai duyên, rồi thuận và nghịch. Do cái thuận duyên á, có nghĩa là chúng ta có cái điểm đồng với nhau thì chúng ta mới đến với nhau, nhưng mà khi đó nó cũng có chúng ta cái điểm dị biệt nó quá lớn, nhưng mà nó lại ăn khớp. Điểm dị biệt quá lớn mà nó có cái chỗ ăn khớp, cho nên mình phải gặp nhau. Thí dụ như một cái người ác, một cái người thiện, nhưng mà họ có cái chỗ nào nó ăn khớp, thí dụ như tánh ý hay là cái quan điểm sống, cho nên là mình vẫn phải gặp nhau. Các vị cũng đồng ý với tôi, đó là cái con ốc, cái bù lon con táng, cái con ốc nó phải có con táng, cái con hình dáng của con ốc nó đâu có giống như bộ hình dáng của con táng, nhưng mà hai đứa này nó phải nhờ cậy lẫn nhau. Quan hệ nào đi nữa trong đời này nó cũng là cái sự gọi là lấp đầy những chỗ trống cho nhau, thì gọi là quan. Thí dụ
nữ đi tìm người nam, ông bà mình phải có nhau, ba má mình phải có nhau, mình với bà xã ông xã mình phải có nhau, mình lấp đầy cho trống cho nhau. Nhưng có một điều là chúng ta có được hai cái thứ huyết thống này hay không. Thứ nhất, thí dụ như vợ chồng thì đâu có phải là huyết thống sinh học được, chúng ta đâu phải cùng một dòng máu được, nhưng mà chúng ta có cùng một huyết thống tâm linh. Có nghĩa là trong cái tâm tưởng chúng ta nó có một cái dòng chảy trong nhiều kiếp, như hôm qua tôi nói đó, đó là có cái sự tương đồng về tối thiểu là bốn khía cạnh, đó là đồng tính, đồng thí, đồng giới, đồng văn. Đồng tính có nghĩa là có cái chánh tính hay là cuồng tính, đồng giới có nghĩa là có cái giới hạnh giống nhau hay là cùng ác giới, cùng không giới giống nhau. Đồng thí có nghĩa là cả hai cùng sản như nhau hay là cùng keo kiệt như nhau. Và cái thứ tư nghĩa là đồng văn, có nghĩa là cái gọi là đồng tuệ đó, có nghĩa là cái trí tuệ, cái kiến thức nó có cái điểm đồng hay không, nó có cái chỗ giao thoa hay không nha. Nhớ cái điểm đồng nó được gọi là huyết thống tâm linh. Huyết thống tâm linh nó phải có một cái chỗ, cái cầu nối, nó có cái chỗ ráp thì chúng ta mới có thể có được một cái mối quan hệ hoàn hảo. Còn nếu không thì chúng ta chỉ có một nửa thôi. Một nửa thôi, có nghĩa là chúng ta có một cái điểm đồng nào đó trong suy nghĩ, một điểm đồng nhỏ nhỏ trong suy nghĩ, một điểm đồng nào đó ở cái tiền nghiệp, tức là cái mình cũng kiếp trước mà mình cũng có chút nghiệp bố, chút nghiệp bố thí, có chút nghiệp giới, có một chút nghiệp phục vụ tháp, có một cái, hoặc là có một cái tội lỗi nào đó, nghiệp cái tội nghiệp yểu thọ, cái nghiệp nghèo khó, cái nghiệp bệnh hoạn, chúng ta có một điểm đồng nào đó chúng ta vẫn có thể gặp nhau. Nhớ nha, có một điểm đồng nào đó chúng ta có thể gặp nhau, nhưng mà gặp nhau trong cái điều kiện như thế nào nó khổ như vậy nha. Có điểm đồng ta mới gặp nhau, điểm đồng ta mới gặp nhau, nhưng mà cái điểm đồng ấy là thiện hay ác. Để ta gặp nhau trong cái hoàn cảnh điều kiện, cái tình trạng như thế nào. Chúng tôi đánh một vòng nữa, chúng tôi quay lại cái chánh kinh. Đức Phật ngài dạy rằng có cái trường hợp, có trường hợp đó là người nam không ra gì nhưng mà về sống với một người nữ đức hạnh. Rồi có một cái trường hợp người nữ không ra gì mà về sống với một người nam đức hạnh. Các vị có thấy trong đây không? Tức là trong đây xài cái chữ đê tiện này hơi nặng, nhưng mà chúng tôi xài cái chữ đó hơi nhẹ nhẹ hơn một chút. Có nghĩa là cái người nam xấu mà về xấu, đây là xấu về tinh thần á, người nam xấu mà về sống với người nữ tốt. Có trường hợp người nữ tốt mà về sống với người nữ tốt mà về sống với người nam xấu. Để quý vị thấy nè, tức là chư thiên sống với chư thiên nữ, rồi chư thiên nam mà sống với cái loài. Các vị cho tôi xin Bali đi nha. Alo, các vị cho xin Bali được không ta? Các vị cho xin cái Bali đi. Chao, cái chữ chao đây có nghĩa là cái người thấp kém. Thấp kém, cảm ơn. Thấp kém, thấp kém, cái người thấp kém sống với người thấp kém, rồi cái kẻ thấp kém mà sống với chư thiên, rồi chư thiên là sống với người thấp kém. Nó có nhiều trường hợp, cho nên nó có những cái trường hợp mà chúng tôi gọi là nồi lộn nắp đó. Có nghĩa là chúng tôi nhắc lại nha, duyên chúng ta mới sống với nhau, nhưng mà duyên nó có hai là thuận và chướng duyên. Thuận duyên có nghĩa là chúng ta cùng có thiện pháp giống nhau, thì đó gọi là thuận duyên. Nhưng mà chướng duyên cái này là duyên xấu á, là chúng ta có cái điểm đồng với nhau về cái pháp bất thiện á, chúng ta vẫn có thể về với nhau, với nồi nào nắp chung nấy nha. Cái bài kinh này nó sâu gớm lắm, bài rất là sâu. Sâu ở chỗ nào? Có nghĩa là mình liếc qua bài kinh này là mình đã có nghe một bài học, là ta phải sống như thế nào để ta là người tốt, và để mai này trên cái đường luân hồi đó ta cũng được sống với người tốt. Tốt nhất á,
Người người tốt à, kém hơn một tí ta là người tốt à, lại sống với cái người xấu à, à, nhớ nha, tốt nhất là ta là người tốt sống chung người tí, ta là người tốt và sống chung người xấu. Đừng bao giờ là cái người xấu mà sống với cái người xấu hoặc với cái người tốt. Nếu ta xấu á mà khi cái người tốt tốt á đổi đó thì đó là cái chuyện hay. Nhưng nếu ta tiếp tục xấu khi sống cạnh người tốt nha, thì cái tình hình vẫn vậy mà nhiều khi còn tệ hại hơn. Ví dụ như tôi, bản thân tôi cũng gần như có một lời nguyện, gần như không chính nhưng mà gần như, đó là thỉnh thoảng tôi vẫn có một cái điều mong mỏi là con, xin cho con đừng có gặp thánh hiền, nếu mà con cái kiếp nào nó quá sức cà chớn, con là cái đứa mà coi như không có thể chỉnh sửa được thì thôi thà đừng có để con gặp thánh hiền, bởi vì con gặp thánh hiền như vậy là con chỉ mang họa thôi nha. Mới gần như là một lời nguyện như vậy, nhưng mà nói ra thì nó hơi kỳ, có ai trên đời này lại nguyện được gặp thánh hiền, nhưng mà sự thật đó là như vậy. Nếu mà con có dịp gặp thánh hiền mà con, trời ơi, thì gặp mình gặp thánh hiền mà mình như là nàng chinh cha nhé, thì cái kiểu đó tôi cũng không có ham nha. Cho nên là ở đây mình có vô, qua cái bài kinh này mình có rút ra được hai cái điều quan trọng. Thứ nhất là trước sau gì, trước sau gì ta cũng nên là cái người tốt để mai này giàu sống chung với ai thì ta cũng không đi xuống. Khi ta đã là cái người thì sống với ai cũng chỉ là vậy thôi, không có thêm được cái gì hết. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Như vậy thì bài kinh này tuy mình ngày nói đến cái vấn đề vợ chồng, đúng, ngày nói đến vấn đề cái quan hệ vợ chồng, nhưng mà nó có cái điểm nó sâu ở chỗ này là mình bỏ cái hai cái chữ vợ chồng ra đi, thì tự nhiên bỏ hai cái chữ vợ chồng ra đó, ta có ngay một kinh nghiệm sống à, tuyệt vời. Bỏ hai chữ vợ chồng ra thôi à, có nghĩa là bây giờ là mình thấy đó, mình thấy rõ ràng ở trong đây đó, trong đây nói rõ ràng đó là có trường hợp đó, cái người nam tốt mà sống với người nữ xấu, có người nam tốt sống với người nữ tốt, có người nam xấu với sống với người nữ xấu, có người nam tốt sống với người nam tốt, có người nam tốt sống với người nữ xấu, rồi có trường hợp người nữ tốt sống với người nam tốt mà cũng có trường hợp người nữ xấu sống với người nam xấu. Thì cả bốn trường hợp mình gom chung lại đi đó, mình có ngay hai cái bài học. Bài học thứ nhất là trong mọi tình huống, ta phải là người tốt, dầu do chướng duyên nào đó ta phải giống với người xấu, thì cái chuyện đầu tiên là ta phải luôn luôn là người tốt. Để chi? Ta phải luôn là người tốt vì trong cái hoàn cảnh nào ta cũng có thu hoạch. Biết quý vị có nghe kịp không? Luôn là người tốt vì trong hoàn cảnh nào ta cũng, nếu mà là người này, nếu trót là người xấu á, thì phải học
học cách gì ta, học cách học hỏi người tốt, đó là hai bài học. Bài học một là tôi phải luôn là người tốt vì trong hoàn cảnh nào tôi cũng có thu hoạch hết á. Rồi cái thứ hai là nếu trót là người xấu thì ta phải học cách học hỏi người tốt. Trót ở đây là sao ta, trót là lỡ đó nha. Thí dụ như hồi xưa giờ mình lười học giáo lý, đó là cái xấu đó. Đó giờ mình lười thiền định, mình đó giờ mình ích kỷ, mình không muốn cho ai cái gì hết, mình không muốn giúp đỡ ai cái gì đó hết. Hồi đó đến giờ là coi như là mình đủ thứ tật xấu hết, ganh tị, bỏng sẻn, lười biếng, ích kỷ tùm lum hết, thì đó là cái gọi là trót xấu. Thì ít ra đó, khi mà biết xấu đó thì coi như ta đã đi hết một quãng đường rồi, quý vị biết không? Khi ta biết mình xấu, khi ta biết mình xấu thì ta tốt được một phần rồi. Bởi vì ngay cái biết đó đã là tốt rồi. Ngay cái biết đó đã là tốt. Ba la mật mình nó yếu quá đó, cái phước 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 tu mà kiếp trước mà nó ít quá đó, đời này rất khó mà ra mà làm hai chuyện này. Phước kém rất khó làm hai cái chuyện này. Một là khó nhận ra cái xấu của mình, và khó gì ta, khó sửa được nó. Đó là hai cái xấu. Phước thì rất khó mà làm được hai chuyện này, một là nhận ra cái xấu của mình và hai là khó sửa được nó. Cho nên cứ nhớ làm sao mà mình ít sẽ phước nhiều, làm sao mình biết ba la mật mình nhiều ít, thì mình cứ ngó vô hai cái này nè nha. Khi ngó thì cái thứ nhất là mình có khả năng thấy ra cái xấu của mình hay không, và cái thứ hai đó là mình có khả năng sửa được nó hay không. Sẵn ở đây tôi nói luôn một chuyện nó dứt khoát là có liên quan tới bài kinh này. Nhưng mà người không có cái liên tưởng thì sẽ thấy nó giống như nó mắc mớ gì hết. Đó là phải có ba la mật mà sâu dày á, thì mình mới thấy được là khi mình tu tập tuệ quán đó, mình mới thấy là mình đang chấp cái gì. Mới có thọ bát quan được mấy bữa là thấy mình là ngọc, người ta là rác, mới là dơ. Mới rồi tu mà mới thấy tâm mình nó lắng lắng yên yên cũng là sai. Hoặc là tu ba mớ rồi thấy ai mà không biết hành thiền đó, cái sanh cái tâm coi thường người ta cũng không được. Nghĩa là tu ba mớ mà thấy mình hay cũng là sai, tu ba mớ mà thấy người ta dở cũng không được. Mà chỉ có cái người có ba la mật thì họ mới né được hai cái này, họ không có biện tình là tu ba mớ thấy mình hay, tu ba mớ thấy người ta dở. Mà cái người có ba la mật họ chú ý đến một chuyện thôi, đó là làm sao đi tới hết. Chỉ có chú ý là phải ghi nữa, người mà có cái đạo căn á, chỉ chú ý một chuyện là làm sao tiếp tục đi tới, không có bận tâm chuyện khác. Còn cái người mà thiếu cái đạo căn, thiếu cái ba la mật á, thì họ họ cứ làm được ba mớ là thấy mình hay, cứ làm được ba mớ là thấy người khác dở đó. Và chính vì vậy cho nên họ không làm được hai cái chuyện mà tôi vừa nói khi nãy, đó là không thấy được mình xấu và cũng khó mà sửa được cái xấu của mình, nhớ nha. Cho nên cái bài kinh này mình liếc qua mình thấy Đức Phật nói đến chuyện vợ chồng, tức là chồng không ra gì rồi sống với vợ ngon lành, rồi và vợ ngon lành rồi sống với chồng không ra gì, thí dụ như vậy. Chồng không ra gì và vợ ngon lành, hoặc là vợ không ra gì sống với chồng ngon lành. Nhưng mà thật ra bây giờ mình bỏ cái chữ vợ chồng ra là bài kinh này nói cho tất cả chúng ta nha. Bỏ chữ vợ chồng ra thì bài kinh này tất cả chúng ta, mà bởi vì cái bối cảnh trước mặt ngài ngài phải nói đến cái chuyện vợ và chồng thì có quan hệ đó. Chứ còn thật ra đó là cái bản ý, cái tôn ý của Thế Tôn trong chỗ này nè, là nói cho tất cả mọi người nghe cái này là phải hiểu như vậy. Có nghĩa là có trường hợp người xấu sống với người tốt, có trường hợp người tốt mình là người xấu mình đi sống với người tốt, rồi có trường hợp mình là người tốt mình đi sống với người xấu, rồi có trường hợp mình là người xấu mình sống với người xấu, và có trường hợp mình là người tốt mình sống với người tốt.
thì kẻ hợp nhưng mà gom lại chỉ có hai thôi, có nghĩa là ta là người tốt mà sống với ai, và ta là người xấu và ta sống với ai đó. Và với cái đạo căn của một người mà có ba la mật sâu dày đó, thì dầu là tốt hay dầu là xấu, chúng ta phải luôn luôn làm cho bằng được hai cái chuyện này. Đó là kịp thời nhận cái điều mà mình cần phải chỉnh sửa đó. Cái chuyện đầu tiên là phải có khả năng nhận ra cái chỗ mà mình cần phải chỉnh sửa, và cái điều thứ hai là mình phải có khả năng thực hiện cái điều đó, thực hiện chuyện chỉnh sửa nha. Thì khi có được cái đó rồi thì dầu ta có tốt hay xấu cũng đều là tốt, bởi vì chỉ cần ta là người tốt thì ta sống ở trong cái hoàn cảnh nào ta cũng đều có thu hoạch hết, nhớ nha. Trao dồi thiện pháp là tu nha. Mà lìa bỏ ác pháp cũng là tu nha. Quan sát tâm thiện đang có mặt có giá trị vàng tương đương với việc quan sát tâm tâm bất thiện. Cả hai trường hợp đều có thể giúp ta chứng thánh, có đúng vậy không ta? Alo, có đúng vậy không ta? Trao tức là tôi mong là trong bài giảng của tôi từng câu á, là đều quý vị có đều có thể lấy bỏ túi hết chứ, câu nào cũng phải lấy bỏ túi. Trau dồi thiện pháp là tu mà bỏ ác pháp cũng là tu, quan sát tâm thiện đang có mặt cũng có giá trị quan sát tâm bất thiện, cả hai trường hợp đều có thể giúp ta chứng thánh. Cái này quý vị có lòng nghi ngờ đó thì đi hỏi cái người nào mà quý vị thờ kính đó, coi có phải như vậy không nha. Tôi nhắc lại lần nữa, hồi mới tu á, thì ta còn phân biệt vui buồn thiện ác, thêm một bước nữa đó, thì ta chỉ còn có quan sát chúng sanh diệt thôi nha, chỉ còn cái quan sát sanh diệt thôi. Chắc phải ghi quá, buổi đầu ta còn trốn khổ tìm vui, hành thiện lánh ác. Thấy có khác biệt trong cái việc quan sát thiện ác buồn vui, rồi cái gì nữa ta, thích thiện thích vui, mà ghét ác rồi ghét khổ, đến lúc nào đó đến lúc nào đó đến lúc nào đó thì thiện ác buồn vui đều là bức tranh để ta nhìn với cái sự thanh thản không phân biệt. Wow, với sự thanh thản không phân biệt, đến cái lúc nào đó chỉ thấy nó đang sanh diệt. Bởi vì còn có phân biệt thiện ác ta không chứng thánh được. Thấy thiện ác ta không thể chứng thánh, phải thấy cái tánh sanh diệt á mới chứng thánh được. Cái này có đúng không ta? Alo, cái này có đúng không? Có đúng, cái này có đúng không? Còn thấy thiện ác ta không thể chứng hết, mặc dù buổi đầu á thì mình còn phải biết phân biệt thiện ác, nhưng mà tới cái lúc mà chứng thánh nó ở đó không còn có cái chuyện mà cái này là thiện cái này là ác không, mà lúc chỉ còn thấy sanh diệt thôi. Và các vị làm ơn nhớ giùm, nhớ giùm, trong tam tướng không có thiện ác buồn vui, có đúng vậy không ta? Alo, trong cái tam tướng cái vô thường khổ vô ngã đó, nó không có cái thiện ác buồn vui. Như vậy thì cái ngày mà ta chưa biết đạo, ta chỉ biết có buồn với vui,
biết đạo rồi ta biết thêm cái gì là thiện là ác, chà phải ghi rồi, phải ghi. Chưa biết đạo á ta chỉ biết phân biệt biệt khổ với vui đó, biết đạo rồi ta phân biệt thiện ác, hành đạo rốt ráo á thì chỉ còn có phải ba bước không ta? Alo, có đúng vậy không? Chưa, cái này phải xăm, cái này phải xăm. Tôi nghĩ đệ tử ruột của tôi là mình mấy đúng là đại ca đó. Bữa nay nguyên cái bài giảng này là toàn là để xăm không nha. Chưa biết đạo ta chỉ phân biệt khổ với vui thôi, tức là trốn khổ tìm vui. À, thấy cái gì ngọt á, là chạy theo, đắng là đạp ra. Biết đạo ba mớ bắt đầu lánh ác hành thiện. À, nhưng mà tới lúc rốt ráo rồi đó thì chỉ còn có cái sanh diệt thôi. Wow, mà chỉ có thấy sanh diệt đó thì anh mới bà bắt đầu nha. Khi thấy cái tánh mà sanh diệt á của pháp thân tâm thì ta không còn mặc cảm với cái ác, không có tự đắc với cái thiện. Bắt đầu nó sang rồi, nó sang dần dần rồi. Không dùng cái tâm tham mà thưởng thức quả lành, rồi không có dùng cái tâm sân mà để mà chịu đựng cái quả xấu. Wow, có hiểu này không ta? Cái này phải ghi. Khi mà thấy được cái tánh sanh diệt của các pháp á, của thân tâm á, thì ta không còn mặc cảm với cái ác. Nghĩa là sau này cứ ngủ kỳ quá, chắc cái duyên của mình yếu, cái trí mình nó mỏng. Không, cái đó là mặc cảm, đó là mặc cảm với cái ác, nhưng cái đó là không nên. Nhưng mà tự đắc với cái thiện cũng không được, cái là cái từ là tu ba mớ, là thấy mình hay, tu ba mớ là thấy người ta dở đó, là không được. Cho nên là không có mặc cảm với cái ác mà cũng không có tự đắc với cái thiện. Rồi chưa hết còn nữa, không dùng tâm tham để thưởng thức quả lành, mà không dùng tâm sân để chịu đựng quả xấu. Không biết nó có hiểu không ta? Alo, cho nên hồi chưa biết đạo á thì ta chỉ trốn khổ tìm vui, biết đạo rồi thì ta phân biệt thiện ác để làm lành lánh dữ. Nhưng mà khi tu tập tuệ quán để mà chứng thánh á thì ta chỉ còn sanh diệt. Nhớ nha, chạy theo cái vui, trốn chạy cái khổ á thì ta chỉ quẩn quanh cõi thấp. Rồi cái gì nữa? Biết làm lành lánh dữ á thì ta về cái cõi vui. Nhưng khi chỉ còn biết cảnh sanh diệt á thì ta mới dứt siêu đọa, không còn sinh tử nữa. Cái này có đúng không ta? Alo, có đúng không? Có đúng không ta? Sẽ cái bằng cấp ta có phải vậy không? Tức là khi chạy theo cái vui á, trốn cái khổ thì ta chỉ quẩn quẩn quanh cõi thấp như con chó vậy đó. Hãy cái nào nó thích á, thì nó ngoắc đuôi, mà hãy nó ghét thì nó cắn nó sủa đó. Bây giờ lên tới cao hơn chút là không có chạy theo vui thì trốn cái khổ, mà chỉ còn biết lánh ác hành thiện. Nhưng mà trên một bậc nữa thì chỉ còn quán tánh sanh diệt, vì khi ta quán tánh sanh diệt thì đối với cái ác ta không mặc cảm, mà đối với cái thiện ta không tự đắc. Wow, và trong cái quả của thiện thì ta cũng không có dùng tâm tham, mà trong cái quả của ác ta cũng không có dùng tâm sân. Wow, nhớ nha. Như vậy cái bài kinh này nè, mà hiểu cho tới nên nó giống nó sâu, gọi là bơi không đến bờ mà lặn không tới đáy nha, mà lặn không đến đáy. Là cái bài kinh này sâu kinh gì lắm chứ phải thường nha. Chứ không phải là mình cứ mình liếc mà mình thấy ô đây thì nói quan hệ vợ chồng mà mắc gì mình sai.
mình chỉ cần mình lấy cái chữ vợ chồng mình liền ra là xong, chỉ cần mình lấy bốn câu thôi. Chư thiên nam sống với đọa nữ, siêu nam sống với đọa nữ, hả, thiện nam sống với ác nữ đi, rồi thiện nam sống với ác nữ, rồi, hoặc là người thiện sống với người ác, rồi người ác sống với người thiện, người ác sống với người ác, người thiện sống với người thiện. Lúc đó mình nó mới lòi ra nguyên một loạt những cái mà nãy giờ chúng ta nói nha. Chiều nay nếu mà tôi nổi hứng tôi ngưng ở đây tôi không giảng nữa, thì chừng này nè mấy cái nãy giờ quý vị ghi đó là đủ để cho một buổi chiều để quý vị chờ đợi cái lớp giảng rồi nha. Nhớ nha, nó sâu gớm lắm nha, bài kinh này rất là đặc biệt. Rồi như vậy là chúng ta học xong một cái bài gọi là kẻ sống chung, rồi ở dưới cũng y chang như vậy, cũng y chang, có thể cái bài thứ hai cũng y chang như vậy nha. Rồi y chang cái là một cái loạt kinh này nó có cái trùng hợp lạ là hai bài liên tục nói về cái chuyện tiên với quỷ sống chung đó. Rồi đến cái bài thứ ba, hai bài liên tục nói về chuyện tiên quỷ sống chung nha. Kinh tiếp theo á là nói riêng về trường hợp người lành với người lành đó. Thì ở đây đó bữa học tôi có nói với bà con đó là tôi nói mình sắp học tới cái kinh này nè, là bữa nay gặp rồi nè. Bữa học bài kinh này giảng rồi, bài kinh này giảng rồi, giảng hôm hôm mà bắt đầu cái tương ưng cái phẩm người tối thắng, biết trong rung còn nhớ không ta, phẩm người tối thắng á, nó quên sạch rồi. Cái rung này được có cái hay là ưng vô sở trụ để mà nhi sanh kỳ tâm đó, có nghĩa là cái tâm nó tới quớt rồi, coi như là học xong là giống như là bà lá môn, mình thích chỗ bà lá môn cứ là nước nó xuống rồi cái lá môn không có giữ giữ lại nha. Đó thì ở đây có một cặp thương, cặp vợ chồng thương Đức Phật là ông cha 500 kiếp sống liên tục, đó là làm cha làm bác làm chú của ngài, còn bà cái bà vợ thì 500 kiếp làm mẹ làm dì lớn làm dì nhỏ của ngài. Trong trong biết dì lớn dì nhỏ không ta? Alo, dì lớn là chị của mẹ, còn dì nhỏ là em của mẹ. Cái rồi 500 kiếp, cho nên hai bà vừa gặp ngài là thương liền, và họ họ đã tu 100.000 đại kiếp, cả hai đều tu ba la mật 100.000 đại kiếp. 100.000 đại kiếp, cho nên là cái duyên lành nó dày lắm, nó dày lắm đó. Nó dày là đúng, hồi nãy giờ tôi đang dịch cái đoạn này là cái đoạn mà cô Dọn Mưa mới đưa lên, hồi nãy giờ tôi đi giải thích đó. Tức là hai bà trong cái lần sơ ngộ, wow, phải sơ ngộ, cô chỉ trong lần nó khổ vậy mà sao cái máy này nó lạ, một chỗ là cái máy này mình không có copy được, nó lạ lắm. Tắt tham mát, tắt tắt tham mát das ni ni vát, tức là ngay trong cái lần sơ ngộ, và ngay trong cái lần sơ ngộ thì Sotapanna cha ta cả hai đều chứng sơ quả hết khiếp như vậy nha. Và họ thương ngài giống như gì ta, vách chắc căn lý xoa vách chắc ít đi cao vì giác, tức là họ gặp ngài giống như bò con mà gặp bò mẹ hoặc vậy đó, giống như vậy đó, thương như vậy đó nha. Tức là thương liền đó, ví dụ giống như bò con mẹ rồi gặp là thương ngay vậy đó. Cho nên là hoặc là giống như bà mẹ gặp bà con vậy đó, gặp là thương liền. Bà con của mình là sau một ngày mà không có gặp á, gặp thương lắm. Chúng tôi có biết một chuyện cũng cảm động lắm, đó là trong cái đám tang của thành Cát Tư Hãn đó, trên cái thảo nguyên mênh mông như vậy, có đá không có gỗ không có gò không có cái gì, mà trên một cái mặt phẳng không có gì đặc biệt hết đó. Người ta cúi, người ta lựa một chỗ như vậy để mà an táng cái thi hài của thành Cát Tư Hãn, để làm chi? Thứ nhất ngoài đó không có thể, không dễ tìm một cái chỗ khác tốt hơn, thảo nguyên mà. Thứ hai nữa là họ không muốn kẻ thù dò tìm ra cái chỗ chôn của thành Cát Tư Hãn để mà đào xới trả thù hoặc là trộm
cấp châu báu, cho nên là họ mới thực hiện một cái tang lễ ầm ĩ hoành tráng. Xong xuôi rồi đó là có một cái quyệt, họ thả cái thi hài của thành Giác Cư Hãn xuống. Xong xuôi rồi bắt đầu họ lắp đất lại, rồi họ đã chuẩn bị mấy mấy cái dề cỏ đó họ phủ lên. Nhưng mà có một điều là ngay trong lễ đám tang đó có một con lạc đà mẹ và một con lạc đà con nha. Người ta mới giết cái con lạc đà con trước mặt cái con lạc đà mẹ, giết. Và theo cái kinh nghiệm dân gian của cái người Mông Cổ đó, thì cái khả năng định vị của con lạc đà đó được xem là số 1 trong vũ trụ này, tức là cái nó chính xác trong cái tọa độ hình học hiện đại đó, nó đang ở kinh tuyến vị tuyến trong cái trời đất này, nó chính xác như vậy nha. Cho nên vì một cái lòng thương con, cái chỗ nào con nó bị giết nó nhớ hoài, hễ nó còn sống đó, tức là chiều chiều tới tối khuya khuya trưa trưa sớm là nó cứ ra cái chỗ con nó bị chết đó, để nó đứng ở đó nha. Cho nên nó là sau khi mà ta chôn xong, người ta phủ đất phủ cỏ lên xong rồi, mọi người kéo nhau về hết. Họ trước khi về họ cho 2.000 con ngựa nó quần thảo cái chỗ mà mới vừa chôn đó, đã coi như xóa sạch dấu vết, có nghĩa là đời đời thành Cát Tử Hãn mãi mãi nằm lại với đất mẹ, với thảo nguyên như một thuở nào ông đã tung hoành quá ngựa chinh phục Á và Âu nha. Nhưng mà có một điều, triều thần và hoàng gia đó khi cần thì vẫn biết được cái chỗ chôn chính xác của ông bằng cách là trong lễ tang họ họ để ý cái con lạc đà nó thường ra chỗ nào, nó cái chỗ bữa họ mới nó ngồi thì họ mới đánh dấu chỗ đó, mà dĩ nhiên bằng cái mật mã riêng nha, mật mã riêng. Thì cái chuyện này chuyện tào lao, nhưng mà sẵn tôi kể mà tôi thấy trong đây có cái đoạn mà hai người gặp thật á, mà giống như là mà bò mẹ mà gặp bò con gặp làm bò mẹ là vậy đó. Tôi mới liên tưởng tôi kể cái chuyện đó, mà sẵn tôi nói luôn trong cái cõi luân hồi nó buồn lắm quý vị. Có biết bao nhiêu lần từng người trong room chúng ta là mẹ con, là cha con, là tình nhân, là anh em với nhau, chúng ta đã có biết bao nhiêu lần chia tay nhau trên bến nước, có biết bao nhiêu lần chúng ta tiễn nhau trên bến giang đầu nhìn mưa chiều lất phất, ở chỗ tràng đình tiểu đình tiễn nhau đi rồi mà không biết bao giờ gặp lại, có biết bao nhiêu lần chúng ta chỉ tiễn nhau đi xuất gia, kẻ đi lại đất quê, có biết bao nhiêu lần chúng ta đi ra biên hải làm đinh thú không biết ngày trở lại, có biết bao nhiêu lần chúng ta đưa nhau ra nguyệt mộ trong một buổi chiều mưa lất phất, có biết bao nhiêu lần như vậy nha. Để rồi bây giờ chúng ta gọi là do cái thương duyên nghiệp riêng lưu lạc mỗi người một phương, trở thành người dân kẻ lạ, may mắn là Phật đã đưa ta về lại với nhau cùng và có mặt trong cái room này để kẻ nói và người nghe. Dĩ nhiên nhiều lắm thì cũng hơi thương thương tội tội vậy thôi, chứ còn chúng ta đâu có ngờ là ngày xưa chúng ta từng có những cái mối thâm tình mà trời biển cái bị biết không đây. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ thêm chuyện cũng sanh tử, đó là có những kiếp chúng ta từng coi nhau như là kẻ thù giết cha, có những kiếp mà tôi là hải tặc, tôi từng cưỡng bức phụ nữ vợ em con cháu của quý vị trước mặt quý vị. Nếu còn có một kiếp sau gặp nhau thì xã giao thành tám khúc thôi nha. Nhưng mà bây giờ thì tôi là ông sư, tôi thuyết pháp, các vị đâu có ngờ tôi là cái kẻ cùng hung cực ác như vậy nha. Đấy. Cho nên cái cõi luân hồi nó khủng khiếp lắm quý vị biết không? Thì cái ở đây mình thấy cái giao tình giữa hai vợ chồng này với Đức Phật thì đẹp quá. Đẹp quá, cả hai đều là những cả ba đều là những người tu hành và cuối cùng đã gặp nhau trong cái ánh sáng của chánh pháp và Phật đã đưa họ về với đạo, đẹp quá. Nhưng mà cũng có vô vàn những mối quan hệ, có vô vàn những cuộc tương phùng đầy nước mắt. Nước mắt thương và hận trong cái cuộc đời phù du này nhiều lắm quý vị, nhiều chuyện buồn lắm, nó đến sanh tử là chỉ có máu và lệ thôi nha. Đấy thì hai cái cặp này, cái cặp hai người này khi mà gặp ngài rồi đó, thì có một ngày đó cả hai đều là thánh cư sĩ hết đó. Phật đến gặp Phật thì hai người mới nói rằng tụi con thương nhau lắm, ngay trong tư tưởng mà còn chưa có một lần chia lìa nhau, ngay trong tư tưởng mà chưa có một lần phản bội nhau, chúng con mong muốn đời sau nếu còn có tái sanh chưa kịp niết bàn thì mong hai đứa cũng còn đời đời gặp lại nhau nữa. Và điều đó có thể phải là điều khả thi hay không, có thể hay không? Phật nói được chứ, miễn là hai người có được bốn điểm đồng. Thì ngài mới kể cho mình thấy bốn điểm đồng nha. Bốn điểm đồng có cái nghĩa là trong đây mới nói nè, đồng tính, đồng thí, đồng giới và đồng tuệ, có được bốn cái đồng này thì mình sẽ gặp nhau trên cánh sanh tử nha.
Ok, tiếp theo là chúng ta học cái kinh khác, học cái kinh này giảng ngộ nó chảy nước mắt, nhớ thương ông bà giải dữ lắm, bữa nay trời bữa nay đừng tự nhiên cái đi giảng cái kinh này thì đừng nghe nó buồn buồn lăn 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 sao, thôi qua kinh khác nó bớt buồn. Bây giờ học qua cái kinh gọi là cái bà đẻ khó. Đẻ khó sao ta, là cái bà này á là coi như là bà là mẹ ruột của ngài ngài gì ngài Sivali. Bà này đó là bà coi như đó là đó bà đã từng là một bà thai phụ mà nếm về khổ nhất trần ai. Bà là một người là mẹ mà từng mang thai suốt 7 năm 7 tháng và chuyển dạ 7 ngày mới sanh ra được ngài Sivali nha. Cái bà này á, là bà đối với Chư Tăng có cái điểm đặc biệt là bà được xem là vô địch ở trong cái chuyện cúng dường. Cúng dường là cái gì ta, trong kinh kêu thượng vị mà tiếng Việt tiếng Hán kêu là mỹ vị, trong rừng biết mỹ vị không ta? Alo, mỹ vị là những món ngon món vừa miệng đó. Như tôi ở châu Âu thì có người hỏi tôi chuyện ăn uống siêu bên đây thì sao, thì tôi nói tôi cũng được hộ trì món ngon vật lạ, nhưng món ngon thì ít mà vật lạ thì nhiều. Món ngon thì ít mà vật lạ thì nhiều. Các vị hiểu vật lạ không? Vật lạ cái là ăn rồi còn dư, cái họ trộn xà bằng cái này trộn cái kia, hay là như mịn tô ghim cái muỗng vô cái miếng cơm nguội gọi là vật lạ, tức là mình biết kêu nó một cái tên gì đó. Còn cái món ngon thì thảng hoặc đôi khi. Còn cái vật lạ thì như vậy đó, là như mình nói giỡn thôi nha, chứ nghe giết tôi ra họ rồi. Ok, thì ở đây ngài nói rằng nó là một lần bố thí, bố thí gì ta, thức ăn cho ai đó đó thì ta đã cùng lúc trao cho người nhận bốn thứ khác ngoài thực phẩm. Ngài nói như vậy để mà ngài khích lệ những cái người mà thí chủ cúng dường thực phẩm. Mà chưa hết đâu, chưa chưa cái kinh này đâu có phải ghê, đâu phải cạn. Khích lệ thí chủ bố thí thực phẩm, đồng thời kính đáo, kính đáo cho ta an ủi người nghèo. Wow, đặc biệt chưa? Cái kinh này đó là có hai nội dung là khích lệ thí chủ bố thí thực phẩm, nhưng mà đồng thời kính đáo an ủi người nghèo là sao? Thí dụ như bây giờ mình nghèo, mình đâu có làm, mình đâu có tiền để mình cất chùa, mình đâu có tiền mình đúc tượng rồi in kinh thì nó nhiều quá nha. Nhưng mà tôi hỏi các vị nghèo, vì nghèo các vị có thể cho một một cái bữa ăn được hay không? Được chứ sao không? Dứt khoát là được. Chứ tôi chưa gặp cái người nghèo nào đến mức mà không có khả năng chia sẻ cái bữa ăn cho người khác. Tôi thề là tôi chưa có gặp. Giàu ăn mày mà cục tay mù đuôi câm điếc mà làm cái gì mà tệ gì mà đến cái mức mà không có chia sẻ cái bữa ăn cho người khác được thì tôi chưa có thấy, và tôi cũng chưa có tưởng tượng ra trên đời này có cái tên nào mà nó nghèo dữ thần vậy, tôi không tin nha. Ngay cả trong kinh còn có cái câu này tôi rất là tâm đắc, Đức Phật dạy này các tỳ kheo: đến một tỳ kheo mà không nhà không cửa không tài sản, mà nếu muốn sống hào sảng thì ta nói rằng chỉ với cái thức ăn khất thực trong bình bát cũng đủ để vị đó sống hào sảng. Đọc cái đó hoan hỷ lắm, đừng có nói ông sư là chỉ biết nhận, mà phải ông sư còn phải biết trao ra, trao cái trao ra nhiều hơn cư sĩ. Phải ghi luôn nha, phải ghi phải ghi phải ghi cái này để ai muốn đi tu thì tu. Người xuất gia đó còn nhiều cái cơ hội trao ra hơn là cư sĩ. Là vì sao? Là vì ông sư á, hoặc là sư cô á, chỉ cần mở mắt nhìn quanh là đã có biết bao nhiêu bạn tu để mà mình chia sẻ, mình hỗ trợ, mình giúp đỡ, cây kim, chai dầu, viên kẹo, miếng bánh, viên thuốc, đúng chưa? Còn cư sĩ đâu phải dễ.
lâu lâu họ mới có dịp họ tới họ gặp người xuất gia để họ hỗ trợ. Còn cái chuyện mà cư sĩ mà đi hỗ trợ cư sĩ thì dĩ nhiên là muốn thì làm, nhưng mà nó làm sao nó cái chuyện mà mình hỗ trợ mấy người không có tóc nha, thì dĩ nhiên người ta nói như vậy thôi, chứ còn cư sĩ mà vẫn hơn người xuất gia bê bối đúng không? Nhưng mà có một điều là mình phải nói đó là cư sĩ không có hề được hai cái này, đó là mở mắt ra thấy có người tu hành để mình giúp đỡ thì cái khoản này không bằng người xuất gia rồi. Người xuất gia mở mắt là thấy liền. Thứ hai, người xuất gia đó có thời gian, người xuất gia có cái thời gian trau dồi tâm linh để tự tu và độ người. Cái này cư sĩ làm lại. Người xuất gia đó có cái thời gian để tu và học và thuyết giảng cho cái kẻ khác là cư sĩ nha. Hơn hơn bởi vì nếu mà có tóc thì mình không thể nào mà mình gọi là vừa tu vừa pháp học vừa pháp hành mà lại vừa hoằng pháp. Riêng cái người không có tóc thì họ mới có điều kiện làm cái này, nhớ nha. Cho nên sẵn ở đây tôi nói hơi lạc đề nhưng mà nó hơi lạc thôi chứ nó cũng không phải xa. Có nghĩa là cái bài kinh này khi mà Đức Thế Tôn mà ngài tán thán một cái bữa cái việc mà bố thí thực phẩm đó, là ở đây ngài kính đáo ngài nói đến nhiều chuyện hay động trời. Thứ nhất là ngài làm vui thí chủ cúng dường, ngài nói khi mà con đem cho một người nào đó cái miếng ăn thôi chứ không được một bữa đó nha, không được bữa đó nha, chứ một cái bữa bố thí thức ăn cứ là một miếng ăn thôi, thì con cũng đã cùng lúc trao cho họ bốn thứ, đó là cái dung sắc, rồi cho họ cái sự an lạc, cho họ cái sức khỏe, cho họ cái tuổi thọ. Tại sao vậy? Cái này chắc không cần giải thích phải không? Bởi vì ai trên đời cũng phải sống nhờ thức ăn hết, cho nên mình cho người ta thức ăn có nghĩa là mình nối dài thêm cái tuổi thọ của người ta. Rồi cái gì nữa, nhờ có thức ăn thì mấy con người mới có da có thịt mới có tóc có răng, chứ không có răng cái răng cái tóc là gốc con người. Cho nên khi mình cho người ta một bữa ăn có nghĩa là mình cho người ta cái tuổi thọ nè, mình cho người ta cái nhan sắc nè, mình cho người ta cái sự an lạc của sức khỏe của cơ thể nè, mà hạ thân an tâm nó mới lạc chứ. Và cuối cùng là cho người ta có sức mạnh, cho nên ngài mới tán thán, ngài nói đừng có nghĩ cho thức ăn chỉ để rồi đời sau sinh ra mình có thức ăn, hiểu vậy nó nghèo lắm. Mà phải hiểu thêm là nếu khéo suy nghĩ, nếu có trí tuệ, nếu có kiến thức thì một lần mà mình cho người ta thức ăn á, là mình cho người ta tới bốn thứ nữa, đó là cho người ta cái tuổi thọ, cho người ta cái khỏe, cho cái nhan sắc, cho người ta cái sự an lạc. Đó là cái ý nghĩa một của kinh. Mà ý nghĩa thứ hai mới ghê, có nghĩa khi ngài tán thán cái việc mà bố thí bữa ăn đó thì ngài đã ngầm cho mình thấy rằng người nghèo cũng có thể làm chuyện đó, con không cần phải có nhà cao cửa rộng đại gia đại viết gì con mới có thể trao ra mấy thứ này nha, mà chỉ cần con có khả năng con nhường một bữa ăn, con nghèo đến mức mà con chỉ có thể nhường cho người ta là con đói cũng được, thí dụ như vậy. Đó là nghèo đó, chỉ có ai trên đời này mà nghèo dữ thần như thế, nhưng củ khoai bẻ đôi ổ bánh mì cắt đôi nữa hay sao đấy. Cho nên thì thứ nhất là để gọi là tán thán cái người thí chủ cúng dường thực phẩm, mà thứ hai cũng ngầm khích lệ những cái người không có điều kiện đó để họ thấy rằng tôi nghèo thiệt, mình nghèo thiệt, nhưng mà một củ sắn củ khoai, hoặc là thí dụ mình nghèo quá mình đi ngang chợ mình mua một bó sả đem vô chùa cũng là bố thí thực phẩm nha. Một bó rau rau thơm, gọi là ở nhà mình đó có đất cái mình trồng tầm bảy tầm bạ, nhưng mà miễn là nó là rau sạch mình xách đem vô chùa, xách đem vô cho mấy cái buổi mà pháp hội để mà người bà con nấu ăn cho đại chúng đó, mình xách mớ rau thơm như mình liệng ở đó. Có thể mình mặc cả mình nghèo thì thôi mình bỏ đó mình đi ra, nhưng mình biết cái bó rau mình người ta sẽ có xài đó, mình đâu có cần láng chát nó làm chi, thì thêm mặc cảm ví dụ như đó. Cho nên miễn là mình có một chút trao ra mà mình nghĩ rằng đây là thức ăn, nhờ cái bó rau này, nhờ cái bó giá này, nhờ mấy cái trái ớt trái chanh này là bữa ăn, thì mọi thứ chúng sẽ có một bữa ăn ngon lành. Đó chính là công đức, nhớ nha. Chứ còn mình nghĩ mình nghèo rồi cái mình mặc cảm cứ thui thủ lên lại Phật xong rồi lẻn cửa sau về như cái thằng ăn trộm như mèo ăn vụn bột thì tội nghiệp quá. Không có phải trồng rau rồi trồng chanh trồng ớt rồi cái tấm túi đem nhét trong nhà bếp đó, đem đưa cho cái bà này cái mặt dễ thương, nói em nghèo em cũng chuộng như vậy thôi rồi giọt
thì đâu có cái gì đâu mà mặc cảm đấy, tức là thương bà con đến cái mức mà bày kế như vậy đó mà không chịu làm thì đi chết đi nha. Ok, chỉ cần một bữa ăn một bữa cúng dường nho nhỏ thôi quý vị nha. Còn sáng nếu mà nhà cần chùa cái sáng cái coi chùa mấy ông cái sáng, đem nghèo quá mà cứ đem cho bốn ông bốn ly sữa đậu nành với bốn cái bánh tiêu xong. Tôi nghĩ cái nếu mà bà con mà nghèo tôi bày cho nha, ở hải ngoại thì khó tôi biết chứ ở trong nước nó dễ ẹc à. Như là sáng nay tôi mới làm một món mà tôi nói trời rồi tôi làm tôi nghĩ cái này đó mà mấy người nghèo mà họ gặp tôi làm thì họ mê chết. Thì bên đây nó có cái loại nó kêu là nếp đường, tiếng Đức nó kêu là sugar mais là Mỹ nó kêu là sugar corn đó, tức là cái bắp mà bắp 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 đường á. Tôi đem về cái tôi lấy dao tôi gọt nó ra trong rừng mình, thế nào cũng có người lắc đầu nói ông sư thì mà làm vậy chắc là phạm giới nghe, nhưng mà mình phải làm thôi. Tôi mua trái bắp tươi về tôi gọt xong sư tôi bỏ vào máy sinh tố tôi xay xong rồi tôi bỏ vô cái nồi ấy, cho nó miếng tươi vô nó ngon. Mà tôi thằng là vua nó cũng ăn cỡ đó đó. Mà sở dĩ tôi đem cái chuyện riêng ra tôi kể cho bà con nghe để làm cái gì, tôi muốn nói rằng quý vị nghèo cỡ nào quý vị cũng có thể nghĩ ra nhiều cái món ăn mà nó ngon cực kỳ mà nó rẻ tiền, nó nằm ở trong cái tầm tay của mình nha. Chứ còn mà mình nghèo mà mình là đòi phải là ghê gớm mà mới cúng dường thì biết kiếp nào. Rồi một lần cúng như vậy xuất ra một số tiền lớn như vậy nó ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của mình cũng không có nên nha. Liệu cơm gắp mắm khéo ăn no khéo coi ấm à, nó do mình biết thôi nha. Cho nên nó là cứ như như tôi mua mấy trái bắp về cái là tôi bỏ vô tôi xay cái ào xong cái tôi cho miếng sữa tươi vô cái là tôi nấu cho nó sôi xong tôi tắt lò. Là nếu mà mình đi là mình lấy cái nó mình tấm nó mình bỏ vô trong một cái giỏ vô múc mấy sư mỗi người nó ngon không có tưởng tượng được, nó ngon kinh dị lắm. Nó có cái mùi tỷ sữa cái bắp nó có cái mùi sữa đó, thêm chút sữa tươi nha. Rồi còn Việt Nam không có sữa tươi mình bỏ nước cốt dừa vô nó rẻ tiền dễ làm mà ai họ cũng thích hết trơn á. Thì này xong rồi mà khờ quá người ta không có sữa thì dọng cái nước cốt dừa vô đã nghèo mà còn ngu nó. Ok rồi bây giờ qua kinh khác. Ok rồi à, kinh Suddhata này cũng giảng y chang như vậy nha. Có nghĩa là ông Suddhata là cấp cô độc đó. Cô độc tên đặt á là Cú Đất à, nghĩa là tặng phẩm hay là món quà. Nhưng vì tấm lòng mà thương người của ông nên thiên hạ gọi ông bằng cái ngoại hiệu là Anatha Bindika. Bindika nha, Bindika có nghĩa là cái người mà nuôi cơm kẻ cơ nhỡ. Dễ thương vậy đó, nhớ nha. À, tên mẹ đặt là Suddhata à, có nghĩa là tặng phẩm hay là món quà đó. Nhưng mà vì tấm lòng thương người của ông nên thiên hạ gọi ông bằng cái ngoại hiệu là Anna Thích Bình Thi Cá, cái là kẻ nuôi cơm, cái người nuôi cơm với kẻ cơ nhỡ. Cơ nhỡ mà có nhiều người họ thấy không bỏ dấu hoạt động là cái kẻ cổ nhỏ thấy bà đó người cơ nhỡ. Rồi thì cùng ngày cũng nhắc lại nội dung đó, cũng nhắc lại nội dung đã nói ở kinh trước, tức là khi mà bố thí thực phẩm á mình cho mà mình nghe nó là cúng dường một bữa ăn thì nghe nó ghê quá, mà mình chỉ cần trao ra một lúc mình cho người ta bốn thứ nha, nó quan trọng lắm. Và sẵn ở đây tôi nói luôn bà con nào mà muốn đi du lịch á, ha đi đâu thì đi, nhưng mà theo tôi khuyên đó nên đi Miến Điện một lần. Thái Lan họ giàu lắm mà họ mới cần mình đâu. Đi Miến Điện nó vô mấy cái trường mà dạy mấy vị sa di nhỏ, nó ốm tông ốm teo đầu cổ ghẻ không mà họ học
tinh tấn lắm nha. Vô đó các vị làm sao mà hỗ trợ thực phẩm rồi coi coi cái chỗ này có nhiều lắm, có dơ nó tới vô số lần. Các vị kiếm cái chỗ nào mà mấy trẻ mà 10 tuổi 8 tuổi mà học mà bằng cách là không có bàn đó, rồi cái bò dưới đất á, để cuốn vở trên trên nền đó rồi viết, thì mình chỉ cần mình hỗ trợ một ít tiền mình đóng cho mỗi cha cái bàn nha. Ra nói với ông trụ trì ấy, kêu thợ mộc vô đóng giùm ông cái bàn mà để mình ngồi xếp bằng trên đất ấy, mình có ông cái một cái một cái một cái vậy đó, bố thí mấy cái bàn học, bố thí điện nước, thí một cái máy mà lọc nước cho chùa, bố thí một cái giếng, bố thí một một cái bộ bàn ghế không đó, thì đóng giùm cái tủ thuốc tay á, cứ lâu lâu vài tháng mình qua mình bổ sung cho nó đầy rồi mình đi về nha. Nhưng mà mình muốn hỏi có gì hỏi tôi thuốc gì tôi gợi ý thôi, hỏi cái ông trụ trì là người Miến Điện họ kỳ lắm, sau mấy chục năm mà bị bế quan đó, họ bế quan tỏa cảng đó, họ khoái uống thuốc dân tộc thì kệ họ uống gì kệ họ, mình chỉ biết là bây giờ nhờ ổng đưa cho người đưa mình ra chợ mua cái thuốc trong chùa hay uống đó. Thì cứ lâu lâu cái mình qua vậy đó, và lâu lâu mình qua mình làm đầy cái tủ đó rồi đó đó cũng là cách làm phước nha. Lâu lâu mà cái tủ thuốc Miến Điện nó rẻ như rác vậy đó, cái lâu lâu mình qua mình làm đầy một tủ vậy đó, một tủ vậy khoảng chừng nó từ Việt Nam khoảng chừng vài triệu vậy đó, à, rồi tiền bên đây khoảng vài trăm vậy đó, lâu lâu làm một tủ đầy vậy đó. À, rồi tôi mới coi cái clip mà mấy vị sa di mà mới nói chắc chiều họ đói đó, mình cho họ cái này cái kia vậy đó, nước uống kẹo gì đó, ví dụ như bên đó thì không cho ăn kẹo, mình ăn kẹo ăn lén, chúng Miến Điện không cho ăn kẹo, không cho uống sữa, không cho uống trà, chỉ cho uống nước trái cây ép thôi. Sinh tố là phải lựa, thì tùy thôi. Nhưng mà đại khái tôi gửi với bà con là muốn đi chơi đi ở đâu thì đi, nhưng mà theo tôi đó các vị từ ở bên Âu Mỹ các vị về thẳng Miến Điện đi, à, trước khi đi mình nghiên cứu phòng ốc khách sạn hoặc là liên hệ chùa miếu trước nha, rồi sau đó mới nên đi Thái Lan. Chứ còn đi Thái Lan trước đó mà về Miến Điện các vị chịu không có nổi, bởi vì Thái Lan nó đẹp, nó sạch, nó giàu, nó tiện nghi, mình đi xong rồi mình qua Miến Điện mình chịu không có nổi đâu nha. Cho nên từ Việt Nam hoặc là từ Âu Mỹ các vị đi thẳng qua Miến Điện luôn, cứ là đi lại cái chỗ khổ trước, với cái hai nó có bao nhiêu tiền mình gì bỏ ra mình làm cho nó đã mình đi, rồi sau đó đó mình mới quay về Thái Lan mình mới hưởng, à, mình cho nó tắm rửa sạch sẽ tẩy trần trước khi bay trở về cố xứ nhớ nha. Ok thì nhắc cho bà con cho vui vậy thôi, bây giờ một loạt kinh sao cũng y chang như vậy nha quý vị nha, à, y chang như vậy. Rồi tiếp theo là cái trách nhiệm của người cư sĩ, bổn phận của người cư sĩ là gì ta, là hỗ trợ cái kinh gì ta, kinh gì thì kinh các đồ ăn cũng vậy đó, rồi kinh bổn phận người gia chủ là kinh số 60 mươi, nó giống như y chang à. Thì cái trách nhiệm của người cư sĩ là cái bổn phận, nghe nó nhẹ hơn, bổn phận của cái người cư sĩ là hỗ trợ bốn cái món nhu yếu cho chư tăng, à, bởi vì nói gì thì nói chứ không có quý vị đó thì không có cư sĩ đó thì không có 2.000 sử Phật giáo. Nói như vậy thì nghe nó quá đáng, nhưng mà tôi nói vậy đúng hay sai ta? Alo, có đúng như vậy không? Bình thường mình thấy lễ lạc nổi bật là chư tăng, nhưng mà nếu mà không có cư sĩ thì ta không có được 2.600 năm lịch sử Phật giáo nhớ nha. Là bởi vì ai nuôi con mấy ông thầy tu, ai cho y mặc, ai cho chỗ ở, ai cho thuốc chữa bệnh nha. Phải nhìn nhận cái vai trò của các vị rất là lớn, và phải nhớ rằng tôi không hề là chú ý đặc biệt đến bất cứ ai là đại gia ở đây, mà chúng ta cần đến độ bền. Các vị có nghe không? Cho nhiều á không quý bằng cái sự gọi là hộ trì bền bỉ nha. Nói như vậy thì dễ mất lòng những bậc đại gia, nhưng mà thật ra mà nói đó, tôi nhớ hồi xưa bổn sư của tôi trước khi ngày tịch đó, ngày có nói thế này: thà lấy thà nhận 100 đồng của 100 người nó tốt hơn là của một người. Là vì sao?
Bởi vì thứ nhất mình nhận có 100 người, có nghĩa là mình đã hoằng pháp thành công. Wow. Thì mình có tới 100 người để mình hoằng pháp, là cho nên chuyện đầu tiên đó là nhận 100 đồng của 100 người, chuyện đầu tiên là mình đã hoằng pháp thành công. Còn đằng này mình chỉ nhận có một người, coi như là mình là chỉ có mới có một người thôi. Thứ hai, cái người này bữa nào mà nó khùng lên mà nó không còn hộ trì nữa thì mình chỉ có cách nhảy lầu hoặc treo cổ thôi. Mà lòng người mà mình lòng người mình không có lường lường được, nó bất trắc lắm, bất trắc lắm. Biết bao nhiêu người đến với cuộc đời tôi rồi ra đi để mặc tôi quạnh niu bên cái dòng đời coi như là lạnh giá, nhiều lắm. Nhiều đời tôi năm nay 40 năm làm thầy chùa gì nó bình thường lắm, gì biết không? Cho nên từ ấy em không còn tin ai nữa hết, tấm lòng nào cũng chỉ là qua đường thôi nha. Cho nên ở đây là mình phải nhớ rằng sự hộ trì mà âm ỉ khí thế không có bằng cái sự hộ trì bền bỉ củ sắn củ khoai lai rai mà ăn không hết, cứ nghèo khó cách mấy cứ cuối tuần hoặc là đầu tháng xách lên chùa 5 kg gạo, vài ba hũ chao chai nước tương vậy đó, không có rau mà cứ đem điều điều vài 30 năm như vậy đạo vẫn tồn tại. Còn đằng này quý vị xách nguyên 1 kg vàng, quý vị luyện một cái đùng lên đó đó rồi quý vị biến thì đạo sẽ sống bằng kiểu gì đây nha. Cho nên là chuyện đầu tiên là Đức Phật kêu gọi người cư sĩ hỗ trợ 4 cái vật nhu yếu cho người xuất gia, đó là ăn mặc ở bệnh. 4 cái vật nhu yếu là gì ta? Là ăn mặc ở và thuốc chữa bệnh. Nhu cầu thực sự của nhân loại đó hình như cũng chỉ có vậy. Cái bài kinh này nó sâu lắm, bài kinh này nó sâu ở chỗ này nè. Cái chỗ sâu sắc của kinh này á là Phật giáo gợi ý cho ta thấy rằng nhu cầu vật chất chỉ nên ở mức tối giản để ta có cái khoảng trống. Khoảng trống gì? Khoảng trống vật lý và tâm lý cho những thứ cao cấp và cần thiết. Có hiểu cái này không ta? Cái chỗ sâu sắc của kinh này á, là Phật kín đáo gợi ý cho ta thấy rằng nhu cầu vật nên ở mức tối giản để có khoảng trống vật lý và tâm lý cho những thứ cao cấp và cần thiết. Có hiểu không ta? Biết trong rung nói về có hiểu không ta? Cái khoảng trống vật lý là sao? Có nghĩa là cái nhà ít đồ là một chốt, áo quần đơn giản một chốt, ăn uống đơn giản một chốt, chỗ ở đơn giản một chốt, thì đó gọi là khoảng trống vật lý. Đó, còn khoảng trống tâm lý là sao? Là cái lòng bớt nghĩ, bớt nhớ, bớt tưởng, bớt thèm, bớt mơ mộng về những thứ đó, thì như vậy ta mới có cái thời gian, mới có cái khoảng trống tâm lý để cho bao nhiêu thứ khác. Cho nên đây nó có, khi mà ta sống đơn giản á, ta sống tri túc, ta có cả 2 cái không gian tâm lý và cái không gian vật lý là vậy đó. Khi ta tri túc thì trong không có cái gì hết, ta có qua ngồi để ta đi, để ta nhìn không. Yêu được cái khoảng trống á, cũng là một trình độ sống. Không biết Trung Trung có hiểu được không ta? Ta thường chỉ yêu được cái gì cụ thể, chỉ biết yêu cái có mà quên mất cái không. Qua cái bài kinh này nó sâu khủng khiếp. Bài kinh này sâu gớm lắm, gọi là bơi không tới bờ mà lặn không. Bởi vì ta chỉ thường yêu được cái gì cụ thể, chỉ có mà mất cái không, phải có cái này phải có cái
kia ta mới thấy vui. Nhưng mà không, con bỏ bớt, con nghe lời ta đi, con bỏ bớt, con bỏ bớt một lúc nữa đó, con sẽ thấy rằng hạnh phúc có hai nguồn và đau khổ cũng có hai nguồn. Đâu còn nhớ đó không ta? Hai nguồn nhớ không? Khổ chứ. Hai nguồn khổ là do có và không có cái gì đó. Rồi cái nguồn mà an lạc á, cũng có hai nguồn, có và không có cái gì đó, có đúng không ta? Nhớ nha. Cho nên nên tham ái cũng có hai, là muốn có và muốn không có cái gì đó. Rồi cái tâm sân cũng có hai, là bực mình vì có và không có cái gì đó. Được không, biết có hiểu không ta? Tâm sân cũng có hai. Tức là không không có cái mình thích sân, mà tránh không được cái cũng sân. Phật pháp sâu kinh khủng lắm, khổ sâu lắm, sâu kinh khủng lắm. Mà mình cứ đó giờ mình không bất ngờ là cái chữ có, chữ không, chữ thích, chữ ghét, mình tưởng là ô cái đó tào lao của nó, bà mẫu giáo của nó là nằm ngửa bú bình đó. Nhưng mà thật ra 80 tuổi chưa chắc hiểu hết mấy cái điều này và chưa chắc nhớ hết mấy cái này. Ok, tôi ghét không giảng nữa. Chúc các vị một buổi chiều vui nha, mai giảng tiếp. Ok. Idam me nyatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me nyatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me nyatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyam pasuva khaya vaham hotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamma punyam pagasabbasat. Sadhu, sadhu, sadhu.